Dạ vâng, em Toro Tô Cổi Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của Hoàng Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và hôm nay thì em lên sóng quay báo giá review trực tiếp cho quý anh chị bạn tham khảo mẫu xe tập lái che nắng che mưa. Mẫu xe cửa tiền hơn 200 triệu một chút mà lại có số tự động để mới đi quý anh chị bạn nhá. Thế thì như trên màn hình nhỏ của các bác đây có thể quan sát luôn. Đây là em Mitsubishi Lancer được sản xuất năm 2003 các bác nhá. Với cái động cơ 1.6 số tự động. Hiện tại em nó mang biển tư nhân biển Hà Nội 29A71595 và đăng kiểm dài tận tháng 11 năm 2022. Em này thì nó là máy 1.6 số tự động và mẫu xe chuẩn tư nhân gia đình, không một phút taxi vụ gì. Nói chung là đời nó hơi sông chút thôi, nhưng mà nhìn chất con xe như trên màn hình các bác thể quan sát rồi. Sơn xi nó rất là bóng bẩy và đẹp các bác này. Sơn xi rất là bóng bẩy đẹp, hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó còn hoàn toàn không có chỗ nào bị dập vỡ hay chảy xước cả, không chấp hơi nước. Và trang bị cho mình hệ thống đèn chiếu sáng, đèn halogen kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm. Hệ thống la răng đúc nguyên bản theo xe và em này nó có cả phanh ABS và túi khí an toàn các bác nhá. Đấy. Nói chung là sơn xi em nói, cản trước cản sau, nắp capo, tất cả mọi thứ rất là đều luôn. Từ 2003 đến giờ qua gần 20 năm sử dụng rồi mà sao nhìn nó vẫn còn tuyệt vời, rất là đẹp luôn các bạn. Những cái khe hở tai đèn của nó ấy, nhìn ngay những phần khe hở tai đèn của nó các bạn này. Đây, cái đường tai đèn nó này, đường tai nó này còn đều khiên khít từng tí một, từng ly từng tí một, không có chỗ nào bị chảy xệ phần cản trước nối với thân vỏ cả. Đấy, hộp đèn của nó cũng thế, quá là ok luôn. Mitsubishi này, Lancer. Đấy thì hiện tại em này thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 168 triệu, giá còn thêm bớt cho bác thoải mái, bác nào thiện chí nhiệt tình thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Nói chung em này nhìn về tổng quan thân vỏ bên ngoài thì quá chất rồi. Những cái khe hở hộp đèn nó này quá là ok, đều và đẹp, sáng chưa, hộp đèn này cực kỳ là sáng và đẹp luôn. Đấy, toàn bộ thân vỏ bên ngoài em nó xem em sẽ lượn vòng cho bác tự quan sát này. Lốp dép thì mới được khoảng tầm 85%. Nói chung cái dòng này về thì các bác đi thay thế một chiếc xe máy quá ok luôn mà được cái số tự động nữa. Đấy. Bác nào mà đang muốn tìm em tập lái che nắng che mưa mà cửa tiền hơn 100 triệu một chút, mà chính xác là 160 triệu 168 triệu thì alo cho em các bác nhá. Nói chung là cái cánh cửa đóng vào các bác này, nó đều nhau từng ly từng tí một. Bác nào mà đến xem trực tiếp em này phải nói là quá ok luôn. Hệ thống đèn chiếu sáng sau nó cũng thế này, trang bị đầy đủ hệ thống gọi là 4 cái cảm biến lùi. Bản này bản GLX các bác này, Mitsubishi Lancer GLX. Hộp đèn không bị dập vỡ, không bị chấp hơi nước, quá là ok luôn. Cốp sau là vuông hàm sắc cạnh các bác nhá. Cốp sau nó này nhìn rất là đều, hai bên tai rất là đều luôn. Và cả cốp nó không có hiện tượng gì gọi là tôn vỏ bị cong cớn hay nó hiện tượng gòn nắn gì cả, không bị móp méo chỗ tôn vỏ nào cả. Đấy, cản trước, cản sau lối thân vỏ cũng thế, rất là ok luôn. Cái khe vào quá đều luôn. Đây, toàn bộ cánh cửa cái đóng vào này rất là khít các bác nhá. Và cái đường máng nước của nó hay hộp sàn của nó đây rất là sáng, tôn vỏ rất là sáng luôn các bác nhá. Còn nguyên cả hệ thống rẻ chắn bùn các bác này. Đấy, còn nguyên cả hệ thống rẻ chắn bùn này. Đấy, cho nên tôn vỏ bên trong thì quá là ok luôn. Và đều được sơn lớp sơn chống thấm, chống han gỉ các bác nhá. Chống thấm và chống han gỉ. Còn đây phần gầm của nó này các bác này. Gầm mẫu xe mà đi gần được 20 năm rồi đây. Gầm còn không một hiện tượng chảy xước. Không một hiện tượng gì gọi là chảy xước cả. Và cũng không có chỗ nào bị han gỉ mục mọt. Gầm cũng rất là sáng luôn và đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Thì động cơ 1.6 ở dòng Lancer này, mức tiêu hao nhiên liệu nó loanh quanh khoảng 7.5-8 lít/100 km các nhá. Nó phải loanh quanh khoảng 7.5-8 lít ạ. Bởi vì nó là 1.6 động cơ chạy rất là khỏe luôn. Đạp một cái nó là từ ga lên nhẹ nhẹ một chút thôi là lưng dính vào ghế luôn các bạn. Phải nói cảm giác chạy rất là khỏe khoắn các bác nhá. Cái toàn bộ cái gầm nó đây. Gầm nó quá là sáng và đẹp luôn các bác. Em này thì tự tin gầm quá là đẹp luôn. Xịn sò luôn các bạn. Phải nói 2.3 nhưng mà bao qua không biết mấy đời chủ rồi, ít nhất là tối thiểu là 2 đời chủ rồi, nhưng mà người ta giữ gìn con xe rất là cẩn thận và đẹp các nhá. Toàn bộ hệ thống gầm bệ sáng, không một vết hàn gì nào. Ghế nội thất của nó thế này, ghế da nguyên bản theo xe các bác này, ghế da nguyên bản theo xe này, nhìn nó đẹp tuyệt vời luôn, nội thất thì sạch sẽ, quá là ok luôn. Đấy, trang bị túi khí an toàn này, một túi khí an toàn bên vô lăng phím còi các bác nhá, và vô lăng 4 chấu rất là khỏe khoắn, trông rất là cứng cáp luôn. Có cả hệ thống gọi là gương kính chỉnh điện các bác này, gương kính chỉnh điện này. Đấy. Còn mặt táp ly của nó đây, nó không khác gì mẫu xe sang của những thời ngày trước, cho nên là nó có những một vài cái chi tiết nó bọc da các nhá, một vài chi tiết bọc da như cái da lỡ chấm bi các bác này là bọc da này. Toàn bộ hệ thống da nó còn chưa bị bong chóc một chỗ nào cả các bác này, chưa bị bong chóc một chỗ nào cả, rất là đều nhau luôn. Toàn bộ mặt táp ly được sạch sẽ, sạch như xe đời 2019-20 bây giờ các bác này. Đấy, nhựa nhạc bên trên của nó quá là ok luôn. Còn keo chỉ của nó đây,
phải nói là hàng này hàng tuyệt chủng các bạn, hàng tuyệt chủng và hàng kịch độc rồi. Dường như bây giờ mà bác các kiếm nào em nào mà lay sơ hành 103 mà đẹp hơn em này thì rất là khó luôn. Theo chỉ nhìn về cái phần mẫu mã bên ngoài đã thấy là quá ok rồi. Hãy cần năng tăng các bác này. Đấy, mọi thứ đều rất còn đầy đủ đồ chơi các bác nhé, đầy đủ thiết bị đồ chơi luôn. Và trên phần nóc của nó này không có móp méo chỗ nào cả, không có móp méo chỗ nào cả. Đấy, rất là ok luôn. Toàn bộ hệ thống kính chắn gió đều là nguyên bản theo xe các bác nhé. Toàn bộ hệ thống kính chắn gió đều là còn nguyên bản theo xe. Đấy, cái ghế bọc da của nó này nó cũng bị rách một chút, còn cái này thì em sẽ khắc phục vá lại cho các bác nhé. Cái này chỉ cần vá lại thôi, bởi để bộ ghế da đấy nó ngồi rất sướng luôn, da nguyên bản nó. Toàn bộ hệ thống gọi mặt tabi phía sau bên cánh lái các bác nhé. Lên xuống kính đều bằng điện hết các bác nhé, lên xuống kính chắn gió đều bằng điện hết, tất cả những phụ tùng nguyên bản này nó khít với nhau từng ly từng tí một, đương nhiên là không nhìn thấy khe hở đâu luôn các bác nhé. Đấy, những cái linh kiện nó chưa bị tháo ra lần nào cho nên là mọi thứ nó cũng rất còn khớp và đẹp nhau, đều nhau. Keo chỉ đây các bác nhé, sợi keo chỉ rất là mảnh này các bác này, sợi keo chỉ rất là nhỏ mảnh này. Đấy, toàn bộ hệ thống keo chỉ nó này, quần jean nguyên bản theo xe này, chưa mất phần keo chỉ nào cả, gầm bệ sáng choang. Nội thất hàng ghế phía dưới như thế này các bác này, hàng ghế phía dưới nói chung là nó nét nét này nẹt luôn các bác. Các bác mà đến xem trực tiếp em này thì phải nói là quá ok luôn các bác. Hệ thống ghế nỉ giá nỉ phía sau này, loa đài này còn sạch sẽ sáng bóng tuyệt vời luôn. Trần nỉ nguyên bản theo xe, ốp trần của nó này, những cái nhựa ốp trần của nó các bác này khít nhau từng tí một này. Đấy, những cái nhựa ốp trần của nó này, toàn bộ hệ thống trần của nó này, trần nỉ nguyên bản theo xe các bác này, trần nỉ nguyên bản theo xe và hệ thống đèn báo tất cả mọi thứ đều hoạt động rất là tốt luôn. Đấy, ốp cọt của nó này, đinh tán em cam kết bao zin của bác, xe không có đâm đụng ngập nước gì cả. Đấy, đinh tán của nó này còn nguyên bản của nhà máy các bác nhé, không có bị đinh, không có bị chạy lại cái nào, không bị làm lại cái nào cả, cho nên tất cả mọi thứ nó còn rất đều đẹp nhau luôn. Đấy. Bên này thì nó trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là bốn cảm biến lùi rồi. Đấy. Còn cốp của nó, cốp của nó em sẽ mở luôn, cốp giật dây nhưng mà thôi em đã chót ra đến đây rồi, quay lại giật dây thì nó rất là mất thời gian, em sẽ giật dây kiểm tra cốp cho các bác này. Đấy, cốp và nắp bình xăng của nó đây. Đấy, cốp và nắp bình xăng các bác nhé, tích hợp ở dưới ghế đây. Dưới ghế lái. Cái cốp của nó nhé, cái tôn ép của nó các bác này, đó, những cái thành tôn rất là thẳng luôn. Và nó rất là còn nguyên cái form của nhà máy luôn các bác nhé, không có va chạm đâm đụng gì phần đuôi nào cả này. Tất thảy mọi thứ của nó này rất là đều đẹp luôn. Ốc phần nắp cốp chưa ra con nào, keo chỉ hoàn toàn nguyên zin. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin các bác này. Đấy, xuất sắc luôn ạ, em này phải nói xuất sắc luôn các bạn. Các bác mua về tập lái che nắng che mưa hết bài luôn. Năm này thì nó bị chạm tí con các bác nhé, phần đít này có một tí con này bị mất tí chỉ này. Đấy, các bác thể quan sát ạ, nó bị mất một tí chỉ con thôi. Nói chung là những cái lỗi này có thể chấp nhận được, có thể thông cảm được với mẫu xe đã qua sử dụng các bác nhé. Một tí con nó mấy thôi, còn năm này hoàn toàn nguyên này, nguyên bản rất đẹp luôn. Cái gầm của nó rất là sáng và đẹp các bác nhé, gầm nó rất là sáng và đẹp luôn này. Gầm cái tôn của nó còn nhìn còn độ bóng luôn các bạn. Tôn của nó còn nhìn còn có độ bóng, độ phản chiếu luôn. Rất đẹp luôn, đầy đủ hệ thống kích lốp, lốp sơ cua. Và lốp sơ cua cũng là lốp la răng đúc con nhá. Ốp tí đuôi mấy thôi. Còn đâu mà keo chỉ các cánh là còn nguyên zin các nhá. Đây cánh phía sau bên phụ của con này. Toàn bộ hệ thống keo chỉ đây, hoàn toàn nguyên zin các nhá. Đấy, mặt táp ly này, tất cả mọi thứ đều còn nguyên bản theo xe này, sạch sẽ sáng bóng tuyệt vời, khoang nội thất thì mới tinh tươm. Đấy, cánh bên phụ đây. Đấy, nhìn nó những cái linh kiện của nó rất đều và nhìn con xe nó rất cứng cáp luôn các bạn, nhìn em này rất cứng cáp luôn, và tổng thể con xe rất đều các bạn. Nhìn tổng quan phần khoang nội thất và cánh cửa đó, mặt táp bi các này, nhựa nhạc còn như mới luôn, rất là đẹp. Đầu đài màn hình giải trí là nguyên bản theo xe, đầu đài màn hình giải trí nguyên bản theo xe này. Trên này nó nhựa nó bọc giả da mà nhìn nó như da thật luôn các bạn, nhìn như da thật luôn, đẹp, phải nói là xuất sắc luôn. Hệ thống điều hòa, loa đài âm thanh ánh sáng cam kết các bác là hoạt động rất là tốt luôn. Đấy, điều hòa cơ, sấy kính, gió trong gió ngoài đầy đủ luôn. Cái cửa số của nó này, cửa số thẳng này, những cái hộp để đồ, cốc nước của nó này, nhựa nhạc còn như mới luôn các bác nhé. Trên mặt tablo của nó là quá ok luôn, trông nó như da thật các bạn. Ốp cọt của nó này, đấy, nó khít nhau từng ly từng tí một này, bóc không ra này, bóc không ra một tí thôi các bác này. Đấy, mọi thứ đều còn nguyên bản này, rất đẹp luôn,
Em sẽ khởi động khoang động cơ em này lên cho các bác quan sát bên trước đây. Mitsubishi Lancer đời 2003. Một chiếc xe phải nói là hàng thúc chuột thời điểm bây giờ. Nhìn thân vỏ bên ngoài cũng như phần nội thất nó quá là ok rồi. Tất cả mọi thứ dường như cảm giác nó rất là sạch sẽ và đẹp các bạn. Phải nói em này được cái cảm giác nhìn ngay cái pha chạm ban đầu nhìn nó đẹp rồi. Phanh ABS túi khí toàn đầy đủ luôn. Đấy. Ô đô mới chạy này. 14 vạn. 14 vạn các bạn. Ô đô mới chạy 14 vạn thôi. Đấy, tất cả mọi thứ Mitsubishi điều hòa mát lạnh luôn. Đồng hồ còn là chuẩn theo giờ các bạn này. 5 giờ 57 phút. Trên này là tích hợp cho mình hệ thống gương kính chỉnh điện. Đấy. Quá là ok luôn. Cửa tiền 168 triệu. Nói chung là còn thoải mái thương lượng trực tiếp em qua số điện thoại hoặc qua Zalo của em Cóc nhé. 0389726738 ạ. Cái khoang máy của em này này. Nói chung là máy từ 2003 đến giờ mà người ta giữ lên cho ra mặt máy nó sáng và đẹp như này các bạn ạ. Ra mặt máy của nó rất là sáng và đẹp luôn. Và máy hoàn toàn khô ráo, không hiện tượng gì dầu. Em này thì mặt máy là qua xử lý rồi các bác nhá. Mặt máy thì đã qua xử lý rồi, mặt dàn cò đã qua xử lý chỉnh sửa rồi. Còn những con ốc chân máy là chưa bị ra con ốc nào các bác nhá. Tất cả con ốc chân máy, ba con ốc chân máy đây, còn vuông hẹp sắc cạnh còn nguyên bản các bác nhá. Phanh ABS của nó đây. Quả khoang máy rất là mộc mạc và đẹp, sạch đẹp. Không máy nổ không có tiếng động lạ, không có gõ gạch gì cả. Máy nổ tiếng máy rất là giòn luôn. Và chủ yếu khoang động cơ nó ra mặt máy đó, chính là da của phần động cơ đó ấy. Rất thông dụng. Khi là sáng và sạch sẽ đẹp luôn các nhá. Đấy đang đóng lốc, kéo lốc điều hòa đó. Toàn bộ hệ thống gọi là đầu răng, tai đèn của nó đây, không có va chạm đông đục gì cả. Giảm sóc này, mọi thứ đây, còn nguyên được keo chỉ và không cong cớn các bác nhá. Cả bên lái này cũng thế này, bên tai đèn thì cái tôn nó có nó không bị cong cớn, không bị gò nắn gì cả. Còn nguyên form nguyên bản của nhà máy, ốc nắp cabo, tất cả mọi thứ đây, keo chỉ còn nguyên zin này. Keo chỉ thì em này em tự tin em bao các bác là zin. Toàn bộ phần nắp cabo cũng như phần cốp đuôi là bị một tí. Keo chỉ các cánh nó còn nguyên con nhá. Có mỗi một tí cốp đuôi lỗi thôi. Đương nhiên là rất là khó gặp được em nào đẹp thứ hai như em này các bạn. Bác nào cảm chiếc này đúng chân và phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình mình, đang muốn tìm một mẫu xe về mà che nắng che mưa đi lại, alo trực tiếp cho em số tự động các bác nhé. Đời 2003 Mitsubishi Lancer. Đấy, số tự động động cơ 1.6. Cửa tiền 168 triệu thôi. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Bác nào cảm thấy đúng chân hoặc alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Vâng, bác nào xem qua video của mình lần đầu tiên để cho em xin một lượt đăng ký cũng như bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ ô tô cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Lão Hải Phòng. Và một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị bạn ở video sau ạ. Nói chung em này nhìn quá đều đẹp luôn các bạn, tuyệt vời luôn. Bác nào đi với em này, mua với em này về đi thì quá yên tâm luôn các bạn. Đẹp.